Như các bạn thấy, đây chính là trang new feed của app. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ảnh, địa điểm và content của người dùng up lên. Bạn có thể like hoặc comment. Ở đây mình sẽ demo việc like comment vào một post nào đó. Đây mình sẽ chọn post Đà Nẵng này. Mình ấn like. Kích vào ảnh. Các bạn sẽ nhìn rõ về content của app. Đấy. Chúng mình sẽ comment. Comment của mình đã hiện lên trên. Ngoài ra các bạn sẽ kích vào nút chỉ đường này để chỉ đường ngắn nhất từ nơi bạn đang đứng đến nơi mà post đã hiện lên. Ở đây mình sẽ demo việc chỉ đường. Đường được vẽ ra, các bạn có thể